Tim, đây là lối đi lối vườn ở phía sau nhà nhé. Đó, mọi người thấy không? Đây là lối đi và phía bên bờ tường này. Đây là một cái cây gọi là cây mực đắng. Cái này thì uống vào thì nó có tính mát. Và đây là một cái tấm màn thép nhé. Nó có hình lục giác tròn tròn với rất nhiều hình lục giác. Cái cây này thì lá nó có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái lá chẹt, một cái cây lá thế này mà có 7 lá chẹt lần. Đó, các cây lá chẹt này. Và cái cây này thì nó đã bị ngắt lá ở đây. Lá ra này. Mình có thể ngắt cái lá này vào và mình nấu canh ăn nhé. Đó. Những cái lá như thế này mình sẽ ngắt vào. Đây. Khi mình ngắt lá thế này và nó có mùi vị ngai ngai đắng. Đó, và cây mực đắng này nè rất nhiều. Còn ở phía nơi đường đấy thì mình mới thấy có một cây. Đi xung quanh để xem. Ra phía sau nhà thì nó cũng hơi ấy. Thôi thì đang đi ra phía trước. Phía trước thì có nhà nên là mình cũng muốn đi bò. Đây, đây là gốc cà phê này. Và cái mực đắng thì đang mọc trên cái gốc cà phê này. Đây là một cái gốc cà phê. Cà phê này cũng đã thuộc dạng nó lâu rồi nên là giờ nó rất to nhé. Đó, và cây mộc đắng thì nó đang leo trên cái gốc này nè. Đó, phía dưới này cũng có cây mộc đắng này, có rất nhiều cây mộc đắng. Đó, đây lá nó đây. Đó, cây mộc đắng thì nó có cái tua đó, nó có cái tua của nó đây. Đây có cái tua của nó đây, thấy không?